Kính chào quý vị và các đồng chí, mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chuyên mục An ninh Lào Cai. Những thông tin nổi bật về hoạt động của lực lượng công an tỉnh sẽ mở đầu cho chuyên mục. Cuối chương trình sẽ là phóng sự vai trò tích cực trong phòng chống tội phạm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Sáng ngày 1 tháng 7 tại quảng trường trung tâm huyện Bát Sát, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự lễ ra mắt, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Bát Sát. Tính đến hết ngày 14 tháng 5 năm 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp huyện hoàn thành rà soát dự kiến bố trí kiện toàn 1.558 tổ bảo vệ với 4.674 thành viên. Trong đó, huyện Bát Sát dự kiến sẽ bố trí 175 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 525 thành viên. Công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kiện toàn sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, kế thừa truyền thống quý báu của các lực lượng tiền thân, tiếp tục cống hiến, trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn là niềm tin, điểm tựa an toàn của xã hội, là cầu nối bền vững giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, gắn bó máu thịt và trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Tại lễ ra mắt, Tổ an ninh trật tự ở cơ sở đã diễn tập đấu tranh, xử lý một số tình huống giả định về mất an ninh trật tự ở cơ sở. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 7, 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Sáng ngày 1 tháng 7, công dân người gốc Việt Lý Gia Hào, sinh năm 2020, chưa xác định quốc tịch, đã được Công an thành phố Lào Cai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước. Được biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai được áp dụng luật căn cước năm 2023. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật căn cước đó là việc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước. Trường hợp của bé Lý Gia Hào chỉ có giấy chứng sinh do nước Cộng hòa Xã hội Nhân dân Trung Hoa cấp, trên giấy chứng sinh không xác định quốc tịch. Nội dung quản lý về căn cước đối với đối tượng này bao gồm thu thập thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, cập nhật, điều chỉnh, khai thác, sử dụng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đã được thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước. Tiếp đó sẽ có ảnh khuôn mặt, vân tay, một số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, dân tộc, họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha hoặc mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ, thời gian sử dụng, vân vân. Thì chúng tôi đã phối hợp với phòng tư pháp để dịch thuật những cái giấy tờ của cháu từ tiếng Trung sang tiếng Việt để thuận tiện cho công tác đăng ký. Ngoài ra, Công an phường Pom Hán, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an thành phố Lào Cai đã phối hợp chặt chẽ với phòng PC06 Công an tỉnh Lào Cai tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cấp giấy chứng nhận căn cước cho trường hợp trên. Cháu không có một giấy tờ gì cả, nên là không thể đi học. Để học thì học bên ngoài, cũng không đi học ở trường học và bảo hiểm cũng không có. Thật sự là rất là cảm ơn đến Đảng và Nhà nước và cảm ơn các cán bộ công an đã hỗ trợ là cho cháu là có thể rằng là làm những cái giấy tờ như này để cháu có thể là sinh sống tại Việt Nam và đi học tại Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 1 tháng 7 năm 2024, ngay khi luật căn cước có hiệu lực, đã có rất nhiều công dân dưới 14 tuổi được bố mẹ đưa đến Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Lào Cai để làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Mường Khương luôn tích cực phối hợp cùng lực lượng công an chính quy thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trong số 15 mô hình tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại 103 điểm trên địa bàn toàn huyện Mường Khương đều có những thành viên tích cực là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
các thành viên đã phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần tạo mối đoàn kết trong khu dân cư, ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở. Có thể kể đến như mô hình tiếng cảnh an ninh, dòng họ tự quản, thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ hòa giải, quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. 6 tháng đầu năm, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở Công an huyện Mường Khương đã phối hợp phát động phong trào tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút hơn 11.582 lượt người tham gia, nắm tình hình và cung cấp cho lực lượng công an 23 tin có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 13 tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1967, thôn Trung Tâm, xã Bản Lầu, với 24 năm công tác, gắn bó với cương vị tổ trưởng tổ dân phòng. Ông được người dân tín nhiệm, quý mến, bởi dù đã gần 60 tuổi, nhưng ông vẫn tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy với công việc của thôn. Chúng tôi là công an viên, là lực lượng bán chuyên trách, thì chúng tôi phải tuyên truyền thật tốt và vùng sâu vùng xa. Hai là vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác. Ba là kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể ở trong thôn để cảm hóa những đối tượng có biểu hiện vi phạm sai pháp luật. Cũng như ông Hùng, ông Vũ Quang Minh, trưởng ban bảo vệ dân phố Công an thị trấn Mường Khương, không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an thị trấn trong xử lý công việc, tham gia tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kịp thời nhắc nhở các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phát hiện và giải tán các nhóm thanh thiếu niên gây rối, mất trật tự công cộng. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền cũng như là công an thị trấn và cấp trên, đối với lực lượng bảo vệ dân phố chúng tôi rất vinh dự, tự hào, tức là thường xuyên tổ chức lực lượng, tức là tham gia an ninh trật tự để luôn luôn, tức là giữ gìn cái công tác an ninh trật tự ở cơ sở cũng như là ở phạm vi thị trấn. Thế trong quá trình tham gia công tác thì đối với bản thân tôi là rất tự hào, đã được đóng góp một số cái công việc của mình đối với công tác an ninh trật tự cơ sở. Những quá trình tham gia công tác đó thì chúng tôi cảm thấy rất tự hào và cũng luôn luôn tức là động viên anh em trong cái thời gian tới làm sao tức là kể cả chuyển đổi từ lực lượng bảo vệ dân phố sang lực lượng an ninh trật tự cơ sở, chúng tôi sẽ xác định luôn luôn đứng là về tư tưởng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong thời gian tới. Xã Bản Sen từ nhiều năm nay tình hình an ninh trật tự luôn ổn định, không phát sinh điểm nóng, không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật, không xảy ra các vụ trộm cắp vặt, gây gổ đánh nhau trong thanh thiếu niên, không có thanh thiếu niên tham gia các tệ nạn xã hội. Thực tế đã chứng minh, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở là lực lượng trực tiếp gần dân, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nắm và giải quyết tình hình an ninh trật tự nhanh nhất tại cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế sự phát sinh của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Để có được kết quả đó, cũng nhờ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở hết sức nhiệt tình. Họ là những người sinh ra, lớn lên tại cơ sở, nên nắm vững được những địa bàn, phong tục tập quán của người dân. Nhiều năm qua, lực lượng này luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng công an chính quy, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát địa bàn, gần dân, sát dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không ngừng củng cố và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thực tế đã chứng minh, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở là lực lượng trực tiếp gần dân, quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nắm và giải quyết tình hình an ninh trật tự nhanh nhất tại cộng đồng dân cư, góp phần hạn chế sự phát sinh của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở. Công an huyện Mường Khương luôn chú trọng một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, như là sắp xếp bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn mọi đầu mối, gắn hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, tích cực huy động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan, không để hình thành điểm nóng. Đặc biệt những năm qua, việc quan tâm giúp đỡ lực lượng công an bán chuyên trách phát triển kinh tế qua mô hình tặng con giống, phát triển sinh kế cho lực lượng công an bán chuyên trách được công an huyện quan tâm, phát triển mạnh ở các xã, qua đó giúp đỡ các đồng chí lực lượng bảo vệ an ninh ở cơ sở phát triển kinh tế gia đình, yên tâm công tác.
Với tinh thần trách nhiệm là cánh tay nối dài của lực lượng công an chính quy trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp với lực lượng công an xã triển khai công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cung cấp thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân, đồng thời phối hợp với công an xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phòng cháy, chữa cháy, thu thập dữ liệu công dân phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tham gia bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.